Sư, con đi làm tại công ty nhưng con đã thích một người nam ờ, con biết đây là tâm tham tâm bất thiện nhưng con đôi lúc vẫn khởi lên mong sư chỉ dạy con để cách để con buông bỏ uhm. do quý vị đưa một cái thông tin nó chưa có đầy đủ chưa có đầy đủ cho nên là sư cũng rất là khó để mà đưa ra một cái lời khuyên nó nó chính xác hơn, nó gần với cái tình huống của quý vị à, Ví dụ như à, đây là một người bình thường Đây là một cô gái bình thường, chưa có gia đình à, Nhưng mà lỡ thích một cái anh ở trong công ty Nhưng mà lỡ anh này đó có vợ à, Hoặc là cái, à, do cái điều kiện của hai người nó không có môn đăng hộ đối đó thì mình lỡ thương một cái người không có nên thương thì nó lại là một chuyện khác còn trong trường hợp đây là một người phụ nữ đã có chồng mà lại đem cái lòng yêu thương cái người đồng nghiệp thì nó lại là một vấn đề khác à, hoặc đây là một bạn nam mà lỡ thương một cái anh đồng nghiệp thì nó lại là một vấn đề khác nữa à, đó là lý do mà sư nói quý vị không có đưa cho sư một cái nền hay một cái nền để mà biết sơ về cái hoàn cảnh à, và cái bối cảnh Để mà sư có thể đưa ra một cái lời khuyên nó à, gần với trường hợp của quý vị nhất à, Sư chỉ... Um, sư đoán nha, đoán bò thôi, đoán mò thôi à, Đây là trong trường hợp Trong trường hợp đây là một người phụ nữ đã có chồng Mà lỡ thích một cái anh đồng nghiệp à, Thì khả năng đặt câu hỏi trong trường hợp này thì nó cao hơn rất là nhiều và những trường hợp khác thì cũng có thể tham khảo chúng ta có những cách chúng ta có những cách mà trong tương ưng bộ kinh ấy, và cũng trong tăng chi bộ kinh chương 6 pháp thì đức phật có nhắc đến những cái cách mà chúng ta có thể giải quyết trong trường hợp này ví dụ như đầu tiên đó chúng ta nên nghĩ đến cái hậu quả của nó ừ. à, nếu như mà mình à, tiếp tục um, cái mối quan hệ này dù dù mình chỉ mới có đem lòng thương thôi mình chưa có biểu hiện gì nhưng mà ở thế gian này đó nó lạ lắm nó lạ lắm tức là sao khi mà mình có tình cảm với một ai đó đó thì à, tự nhiên từ lời nói từ hành động từ cái ánh mắt của mình ấy nó sẽ khác hơn rất là nhiều và người ta có thể cảm nhận được chuyện đó người ta có thể cảm nhận được chuyện đó không tin thì cái này phụ nữ là rõ ràng nhất ừ. họ thường à, dễ có cái phản ứng à, rất là nhạy cảm khi mà um, có một ai đó mà họ có cảm giác họ nghi ngờ là người ta thích mình thì phụ nữ họ rất là nhạy trong vấn đề này đàn ông thì sư không chắc họ có nhạy hay không nhưng mà phụ nữ họ rất là nhạy đấy và nếu như mà người khác biết được nếu người khác biết được thì cái hậu quả mình phải đối mặt nó là như thế nào ha à. rồi từ cái chuyện mà mình chỉ thầm thương trộm nhớ thôi nó có thể dẫn đến những cái bước tiến xa hơn và những bước tiến đó có thể đem lại những cái hậu quả ví dụ như gia đình tan vỡ ừ. ừ. rồi những người cái nhìn của à, à, bà con họ hàng rồi nếu như mình có con á, thì con mình sẽ nghĩ gì về mình đấy ừ. nghĩ đến cái hậu quả của nó à, rồi à, nếu như mà mình vẫn tiếp tục như vậy đó thì cái chuyện mình đi địa ngục là nó không có xa Để. cho nên việc đầu tiên là mình nghĩ đến hậu quả khi mình được cái chuyện nó vỡ lỡ ra khi chuyện nó vỡ lỡ ra và nó đi đến cái kết quả là mình không có gánh nổi mình không có trả nổi cái giá của nó à. rồi cái thứ hai nữa là hãy suy nghĩ đó khi mà mình làm như vậy đó là mình đang thỏa mãn cái ý muốn của kẻ thù ai thì cũng có cái người mình à, à, không thích ha. ví dụ như thế này cái kẻ thù á thì cái người mình ghét á, ừ, họ sẽ mong cho mình là mong cho cái đứa này nó ngủ không có được yên giấc ừ. ngủ không có ngon thì khi mà mình lỡ mình thương người ta như vậy là mình dính vào ý muốn của kẻ thù mình mình đã mất ăn mất ngủ bởi vì cái anh chàng này thì mình như ý muốn của kẻ thù là họ muốn cho mình mất ăn mất ngủ đấy rồi kẻ thù nó sẽ mong muốn cho mình là gia đình ly tán rồi có thậm chí là đổ vỡ tài sản không có được sự lợi ích đấy và mình đang đang trên con đường là làm cho kẻ thù như ý muốn quý vị hãy suy nghĩ như thế này nè biết đâu biết đâu kẻ thù của mình ấy cái người mình không ưa ấy, nó đang lập mưu à, nó đang bày mưu tính kế để cho mình dính cái mối này và như vậy thì mình sẽ rơi vào cái cạm bẫy của nó thì khi quý vị nghĩ như vậy đó À, quý vị cũng sẽ thoát ra được ha rồi à, kẻ thù đó, họ sẽ mong là mình mất sạch danh tiếng khi mà cái chuyện này nó đổ vỡ thì nó chỉ chờ thôi trực chờ thôi mình chỉ cần mình dính cái mọi câu này là nó sẽ làm cho mình mất sạch cái danh tiếng của mình rồi à, nó mong cho mình là đi địa ngục đấy thì cái chuyện mình nếu như mà, à, mình ngoại tình á thì chắc chắn là mình phải đi địa ngục đấy thì như vậy là mình đang đang làm cho kẻ thù nó được như ý muốn mình đang rơi vào cái cạm bẫy của kẻ thù rồi kẻ thù sẽ mong là mình không có bạn bè đấy rồi khi mà quý vị thấy khi mà mình thương cái người không nên thương thì bạn bè nó sẽ xa lắm mình đấy tức là mình đang cho kẻ thù được cái cơ hội uh, trả thù mình đặt bẫy mình quý vị nghĩ cái chuyện này nó chỉ có trên phim hả nhưng mà thực tế ngoài đời nó cũng có đó. À, có những người mà họ họ biết là cái con người này tiền bạc thì không có làm gì được nhưng mà người này thì họ muốn nắm được cái yếu điểm của người này để mà họ à, làm cái chuyện này làm chuyện kia để mà bắt người ta phải theo ý của mình ấy một quốc gia đã làm chuyện này rồi cả một, một cái một cái quốc gia thì họ đưa những cái người mà đàn ông uh, những cái người đàn ông mà mình gọi là tinh túy của xã hội ví dụ như uh, những cái người chủ một cái tập đoàn hoặc là những người uh, uh, tiến sĩ giáo sư họ đưa những người phụ nữ của nước họ đó là quyến rũ những con người này và khi những con người này mà dính vào rồi đó thì đất nước đó, đó họ nắm thóp và những cái con người mà tài năng của xã hội này nè sẽ phải phục vụ cho đất nước của họ chuyện này hiện tại đang diễn ra đang diễn ra đấy đương nhiên không phải không phải việt nam mình à, à cho nên chúng ta nghĩ như vậy chúng ta sẽ bớt được rất là nhiều ha rồi một cái uh, lời đề nghị nữa mà trong kinh tạng ấy, nhắc tới đó là gì? Chúng ta nên tránh tiếp xúc đi. Uh, hãy suy nghĩ đó. Đối tượng, đối phương đang giống như là một con rắn nó đang khè lưỡi. Một con rắn nó đang phòng cái mang nó lên và mình chỉ cần mình chạm vào nó thì mình sẽ bị cắn chết. Hoặc À, nó giống như là một cái đống phân mà chỉ cần mình đến gần mình cũng sẽ dính cái mùi hôi mặc dù mình không có chạm vào nó. Huống chi, huống chi là mình lỡ mình chạm vào nó thì cái mùi hôi đó nó sẽ ám vào trong mình. thành ra phải tránh thì đừng có tiếp xúc với nó. rồi quý vị một cái đề nghị nữa đó quý vị hãy suy nghĩ như thế này nè giả sử như mà mình à, bỏ chồng mình đi theo cái con người này thì xin thưa là có khi nó cũng y như cái ông chồng cũ của mình thôi chẳng qua là đổi cái tên ha, đổi tên đổi gương mặt thôi chứ còn mới còn thương còn thích đó ừ um, chưa có lấy về đó thì mình nhìn đời nó như màu hồng vậy đó lấy về rồi đó thì cũng y chang ông cũ à y chang ông cũ chẳng qua đổi tên thôi mà cái giá mà mình phải bỏ ra thì nó đắt hơn rất là nhiều hơn nữa đó hơn nữa một người phụ nữ mà ngoại tình bỏ chồng để đi theo người đàn ông khác thì đối với người đàn ông khác đó đó khi mà họ lấy cái người phụ nữ này về thì nó thẳng là bản thân họ họ cũng không có yên tâm bởi vì họ nghĩ rằng đó cái con người này nó bỏ được chồng cũ củ của nó thì sau này khi mà có người khác nó cũng có thể bỏ mình đây là một cái suy nghĩ rất là bình thường của một cái chúng sanh tại sao mà hồi xưa tại sao mà ngô tâm quế đó À, khi mà phản phản lại nhà minh thì à, về sau lại bị nhà thanh diệt tại vì nhà thanh họ họ nghĩ rằng đó, ngô tâm quế họ phản được nhà minh thì nó cũng sẽ phản được mình nó phản người ta theo mình thì nó cũng có thể phản mình theo thằng khác à, thành ra khó, cái thứ này không có giữ được à, và hồi xưa à, khi mà đức phật còn là chúng sanh À, không đức phật kể về một cái vị trí kheo cũng vậy đó khi mà đem lòng yêu thương cái người khác à, một cái người phụ nữ đó thì đức phật kể đó là ngày xưa đó hai người từng là vợ chồng à, một trong một lần đi rừng thì à, gặp cướp người chồng rất là giỏi võ rất là giỏi và đánh ngang tay với bọn cướp đánh, đánh, ngang, đánh ngang tay với chúa đảng thì khi mà hai người đang vật lộn à, cái vũ khí nó rớt ra ngoài và người chồng đã yêu cầu người vợ hãy lấy vũ khí đưa cho người chồng à, để mà giết kẻ cướp thì người vợ lại à, mê mẩn đối với kẻ thù và đã giết người chồng để đi theo tên cướp thì cái anh cướp ảnh suy nghĩ rằng người này họ có thể giết chồng để theo mình thì sau này cũng có thể giết mình theo thằng khác cho nên là yêu cầu cô vợ đó là đưa tài sản cho mình và sau đó người cướp này bỏ đi bỏ lại cái cái cái, cái cô vợ này với cái lời nói là bây giờ cô phản bội chồng để mà cô theo tôi thì sau này cô cũng có thể phản tôi đi theo người khác thôi cô lo cô sống một mình cô đi đấy thành ra trong chuyện này mình cũng có thể suy nghĩ như vậy ha à, thay thằng khác chẳng qua đổi cái tên thôi đổi tên thôi. y chang ông cũ quá à. mà hơn nữa khi mà mình theo người ta về rồi đó người ta cũng sẽ đặt cái mối nghi ngờ đó cho mình à, người ta sẽ cũng không có thương mình đâu à, rồi một cái vấn đề nữa một cái lời khuyên nữa trong kinh đề cập tới đó là gì hãy bỏ đi những cái ưu điểm của đối phương và hãy suy nghĩ về những cái khuyết điểm của họ khi mà mình tham dục cái lòng tham ái của mình đối với người nào đó thì hãy um, nghĩ về cái khuyết điểm của họ và đừng có nghĩ đến những ưu điểm của họ thì nhờ như vậy đó mình sẽ rất dễ uh, thoát ra khỏi cái ảo tưởng về sắc đẹp bởi vì khi mà mình yêu mình thương một người nào đó đó thường người ta có thói quen là nhìn về ưu điểm mà bỏ qua khuyết điểm bây giờ mình làm ngược lại Nhìn cái khuyết điểm bỏ qua ưu điểm ừ. Rồi chúng ta nên có những cái người bạn bè thích hợp Bởi vì sao? Những người bạn thích hợp á Thì họ sẽ giúp mình Họ sẽ bảo vệ mình Để cho mình không có hướng vào những cái mối quan hệ này Và họ sẽ cho mình những lời khuyên Để mình có thể tránh được những cái con người này Nha. Còn cái người bạn không thích hợp á thì họ sẽ tạo điều kiện để cho mình có thể ngoại tình để cho mình có thể yêu thương cái người mà mình mong muốn nó là người bạn không thích hợp rồi chúng ta nên chú tâm đến những cái đề tài phù hợp ví dụ như cần phải giữ gìn hạnh phúc gia đình cần phải là một người phụ nữ chuẩn mực cần phải là một người cư sĩ có giới đấy và mình tránh đi những cái đề tài không thích hợp ví dụ như uh, trò chuyện với cái người mà mình thích uh, hoặc là uh, tham gia vào những cái sự kiện mà có sự tiếp xúc với hai người đấy thì mình nên có những đề tài phù hợp và nên tránh những cái đề tài không có phù hợp trong kinh có rất nhiều những cách mà đối với những người mà những cách trên không được nữa đó những cách trên không được thì lại còn một cách nữa đó là gì hãy chú tâm vào địa mục thiền của mình ví dụ như quý vị đang thực hành hơi thở quay trở lại hơi thở đang thực hành tứ niệm xứ quay trở lại tứ niệm xứ chú tâm vào địa mục của mình thì khi đó mình sẽ thứ nhất là nó có tác dụng nó đè nén được cái tham dục À, cái thứ hai là nó có tác dụng mà làm cho mình không có nghĩ đến đối phương nữa. đương nhiên là quan trọng là chúng ta phải thực hành một cách thường xuyên và hàng ngày. thì khi đụng chuyện á mình mới làm được nha. chứ còn hàng ngày mình cứ bỏ rơi bỏ rớt, à, mình không có thực hành thiền thì tới hồi đụng chuyện thì mình không có thực hành được đâu. đấy rồi một cái phương pháp nữa đó là gì hãy nhớ khi mà đức thế tôn à, hành à, khổ hạnh ở à, 6 năm trong lượng già mà vương um, có xuất hiện và có tuyên bố là à, mà vương sẽ theo dõi cái tâm của bồ tát chỉ cần mà bồ tát xuất hiện cái, cái lòng tham dục hoặc ý muốn hưởng thụ hoặc là cái lòng sân hận hoặc là cái lòng muốn hại người khác thì ma vương sẽ xuất hiện và cho đức phật cho bồ tát biết thế nào là lễ độ nhưng mà trong suốt thời gian đó, đó ma vương không thể nào tìm được một cái suy nghĩ về dục suy nghĩ về sân hận suy nghĩ về làm hại chúng sanh khác của bồ tát cũng vậy um, quý vị hãy quán tưởng là bây giờ có ma vương đang đứng kế bên mình và ma vương nói với mình chỉ cần chỉ cần mà my á, xuất hiện cái lòng tham dục thì my sẽ biết tay ta à, thì khi đó mình chỉ làm một chuyện thôi đó là ma vương đang trông chừng đang đọc tâm của mình mình chỉ cần làm mình phải làm một chuyện đó là khiến cho cái tâm tham dục của mình nó không xuất hiện À, và cái chuyện này sư đã ứng dụng sư đã ứng dụng một vài lần rồi và nó có rất là hiệu quả à, khi mà sư đối diện với phụ nữ đó khi đối diện với phụ nữ thì trong một vài trường hợp sư quán tưởng là mã vương đang đứng kế bên nó nhìn mình nó ngó nó nói mi thử và mi xuất hiện cái tâm tham dục rồi mi sẽ biết tay ta thì khi đó sư chỉ làm đúng một chuyện đó là giữ cho cái tâm mình không có tham dục xuất hiện. Và cái chuyện này nó cũng được một vị tỳ kheo ứng dụng à, khi mà vị tỳ kheo này đó trong chú giải pháp cú đó, vị tỳ kheo này đến một cái nhà của người cư sĩ thì um, cái vị uh, nữ cư sĩ này là một vị thánh tam quả anaham có khả năng đọc được tâm. Và vị này khi biết được chuyện không có dám ở lại chỗ đó mà đi về khi mà gặp đức thế tôn vì này thư truyền đức thế tôn mới nói ông phải quay trở lại chỗ đó không có chỗ nào thích hợp hơn cho ông là ở chỗ đó hết bởi vì ở nơi đó, đó có người có khả năng đọc được tâm thì khi mà vị này quay trở lại ở một nơi người ta có thể đọc được tâm của mình vị này luôn luôn đề phòng giữ cho tâm của mình không có tham dục xuất hiện và chẳng bao lâu vì này chứng đắc thánh đạo thánh quả sư thì sư không có mong là quý vị làm chứng đắc được đạo quả gì nhưng mà hãy suy nghĩ như vậy nhờ như vậy đó mình sẽ đỡ được nhiều chuyện lắm ha à, hoặc quý vị không có nghĩ được à, ma vương thì quý vị nghĩ tại vì ma vương khó tưởng tượng quá đối với cư sĩ ma vương khó tưởng tượng quá quý vị suy nghĩ ông chồng ông đang ông chồng ông đang đứng kế bên mình và ổng chơi được một cái lá bùa nào đó mà ổng có khả năng đọc tâm của mình mà chỉ cần cái tâm của mình mà xuất hiện cái suy nghĩ về người kia là ông chồng ông sẽ biết à, thì đó cũng là một cách rồi quý vị có thể nhớ đến cái lời dạy của thế tôn nhớ đến lời dạy của thế tôn thế tôn đã dạy chúng ta rất là nhiều cách để chúng ta giải quyết cái lòng tham dục này và chúng ta là người phật tử chúng ta là người cư sĩ chúng ta là người nghe theo lời dạy của thế tôn không lẽ đó thầy mình là cái người vĩ đại như vậy thế tôn là một bậc vĩ đại như vậy mình theo ngài mà mình lại à, có thể thấp kém được như vậy hay sao à, nghĩ đến cái lời dạy thế tôn ngài đã bằng rất là nhiều cách à, nói về cái tác hại của lòng tham dục nước Phật đã nói đó, tham dục như là một hố lửa với cái đặc tánh là bất kỳ ai nhảy vào trong đó thì cũng sẽ chịu thiêu đốt bởi tham dục. Tham dục nó giống như là cái trái cây chín ở trên trên trái chín ở trên cây với đặc tánh là nó có thể biến mất rơi vỡ và mục rửa bất cứ lúc nào. Tham dục nó có đặc tánh giống như là vật cho mượn bởi vì uh, trước sau gì thì mình cũng phải mất đi thôi, phải trả lại thôi. Tham dục nó có đặc tính như là um, vũ khí uh, lao kiếm trường gậy, chỉ cần mà mình à. dính vào nó, mình sẽ bị tra tấn, sẽ bị đánh đập cho đến chết. Tham dục nó có đặc tính như là một con rắn, uh, bởi vì khi mà mình dính vào nó thì nó sẽ cắn mình khiến cho mình chết hoặc là đau đớn gần chết đấy thì chúng ta nhớ đến lời dạy của đức thế tôn nhờ như vậy đó mình sẽ thoát được cái tham dục à, rồi chúng ta có thể suy nghĩ đó là nó giống như trong kinh đức phật dạy giống như một cái khúc gỗ mục mà một đầu thì nó bị mục còn một đầu kia thì nó dính phân thì một khúc vũ mục như vậy đó người ta không xài được vào trong cái việc gì hết cũng vậy đối với người mà bị tham dục ngự trị thì con người đó đó sẽ không có tác dụng gì hết sẽ trở thành một con người vô dụng khi đó dù cho những lời dạy mà vì đó học thuộc những lời dạy của thế tôn mà vì đó nằm lòng vì đó còn không nhớ đến huống chi là đến những lời dạy mà vì đó chưa được nghe đấy à khi mà chúng ta quán tượng những cái vấn đề đó thì cái cái vấn đề của mình nó sẽ được giải quyết nhưng mà xin lặp đi lặp lại hoài đó là gì phải làm phải nỗ lực phải tinh tấn chứ còn mà hỏi cho có hỏi nghe cho có nghe làm thì ba bảy hai mốt bữa rồi thì đâu vẫn vào đấy thì coi như mèo lại hoàng mèo cốt khỉ hoàng cốt khỉ ha? À, lúc đó thì uh, phật pháp không có giúp được mình và đó không phải là lỗi của phật pháp